Ok mà. Đấy, ngày mai thì đây đang phải dùng điện tích điện. Ngoài đường thì vẫn có điện. Đấy, nguyên một cái dãy đầu bên này thì đây, điện đóm là vẫn đầy đủ. Nhưng đến sang cái dãy dọc này của mình thì nguyên một dãy là mất điện. Không hiểu tại sao luôn, sửa điện không biết kiểu gì. Khá là cái cú. Đấy, thì ngày mai ở đây điện đích điện là đang phải bật cho sáng. Thì đấy, là vào tranh thủ bắt quả cầu TTC trong lúc mất điện. Thì thế bảo là gọi là 7 giờ có điện mà bây giờ là 6:50 em ạ. Đấy, thì tầm này thì sẽ xem thử xem là vào tranh thủ là vàng kiếm vài quả cầu để xem là cầu kèo nó có ok không em nhé. Đó, nói chung thì cố gắng là bắt làm sao mà chọn cầu nó đẹp nhất có thể là được. Hiện tại con này đang chạy lại 31 này, thì mình sẽ bẻ quả cầu tự tin nhá, một con 9m875 đi. Đó, một cầu mà mình gọi là cực kỳ là ưng ý cầu này. Con này thì mình sẽ ánh xỉu, vì sao con này mình ánh xỉu ạ? Cầu này thì đang có cầu xu hướng là chạy cầu 311 hoặc là 312 gì đấy, thì mình cứ xem thử nhá. Con đầu tiên này 6 này, ok quá, 6381. Một tiếng đầu tiên gọi là vạn sự khởi đầu nan, gian nan là chớ có nạn. Là con này là đầu tiên là vào được một quả là rất là đẹp rồi. Thì tiếp tục là con này xỉu 10 thì mình đang phân vân giữa cầu là gì ạ? Cầu 312 và cầu 321. Thì con này thì mình sẽ theo nhẹ nhá. Con này thì phân vân thì mình cứ đánh bé thôi. 5 lít đi để xem là nó có thôi rồi. Mình cứ thêm 250 nữa đi. Đó, xem là như thế nào. Con này mà ra được là tài luôn thì cũng khá là ngon. Đánh nói chung thì đây. Phòng là tối om ạ, không có đèn này thì thôi, và thật sự không có đèn này thì phòng gọi là tối, gọi là gì ạ, như kiểu trong ngục luôn. Đó, đây tối om, cái có tí đèn nó còn sáng rồi ạ. Tranh thủ gọi là vừa ra hóng gió mà vừa ra bắt cầu, chứ còn ngồi trong nhà gọi là đang không có điện ạ, nóng lắm không chịu được ạ. Mình rất là hè nhưng mà ở miền Bắc tầm này hè thôi, nhiệt độ của nó thì cứ rơi vào tầm gọi là 30-40 độ thì cứ như là lớn thịt em nhá. Đó, người ta cố gắng là tránh nóng cùng TTC ạ. Rồi thì mình sẽ xem thử con này nhá. Một con khá là ngon. Ui 631 tiếp này em ơi. Đấy mình đã nghi rồi. In rằng luôn đấy ạ. May cái con này mình bé ạ. Tiếp tục mình sẽ vào là 1m5. Đó, nói chung thì ngày nay mà cầu kèo mà gọi là khó quá thì mình cũng sẽ nghỉ chứ cũng không tham. Nhiều anh em mình cứ hỏi là đánh to lên. Nhưng đánh to lên để làm gì em? Trong khi là đánh to lên thì cái tỷ lệ gãy nó là cực kỳ cao đúng không? Đó. Thôi mình cứ bình tĩnh, tự tin mà vào cầu thôi, đánh làm sao mà cho nó cầu kèo nó đi ok nhất có thể là được. Đó, không biết mình tắt thử cái đèn đi xem liệu tối hơn không nhỉ. Ừ, trông có vẻ tắt đèn đi có vẻ tối hơn thôi, nhưng mà làm thêm tí đèn đi cho nó gọi là nó có tí ánh sáng, âm thanh ánh sáng nó cũng gọi là sống động luôn đúng không. Rồi tầm này mình sẽ gọi là xem thử xem điện đó như nào, cố gắng đánh thêm 1-2 tay nữa thì đến 7 giờ đúng không. Đấy, 7 giờ thì có điện là vừa. Mà đúng rồi, đánh xong con TTC lên tầm 5-10 mét đấy, là có điện là quá đẹp rồi. Đó, tầm này thì cứ gọi là nói thế thôi chứ còn chắc gì nó đã được đúng không. Nhiều khi nó cứ hẹn 7 giờ thậm chí 8-9 giờ mà có điện thì chết đòn này ạ. Chết, ui rồi. Chịu rồi. Lặn vậy thì chịu rồi các bạn. Đánh cái gì lặn về đang có xỉu 10 này thì hơi bị dở nhá. Cầu 313, không biết 314 không, chắc không có đâu. Con này lâm nào thì theo nào các bạn, bẻ luôn quả 5 mét đi. Đó, chả nhẽ con này lại không về thì đúng là chịu luôn em ạ. Phải dùng từ chịu chứ không dùng một từ nào khác nữa đâu em ơi. 3 con 10, sợ thật ạ. Hút được một con xỉu 10 về sau lặn được khoảng cầu lặn được về sau toàn 3 con 10 thôi. Biết vậy thì cứ theo con xỉu từ lấy giờ thì bú nó còn gọi là khá là đậm này em nhỉ. Nói mà thôi, không sao ạ. Câu đấy thì mình cứ tưởng là 311 thế nào nó chạy ra 312, thậm chí con này 314 mà có khi nó chạy một quả bệt thì cũng hơi đau đầu đấy đúng không? Thì thôi, làm sao thì làm gì làm mà mong nó vậy ạ. Vẫn cứ phải lên được là được đúng không? Đó, thôi tầm này mình sẽ gọi là xem thử con này xem có đúng là gì ạ? Có đúng là tài hay không nhá? Đừng có gãy con này. Món cầu mình gọi là đi khá là kết ấy. Cứ kiếm 5-10m luôn, tranh thủ mất điện là cứ làm được 5-10m. Cầu về 3 con xỉu 10 rồi mà còn gãy nữa thì chịu đấy. Ui rồi vẫn còn anh em ạ. Sợ thật sự luôn ạ, 314 nhá. Ok, thì con này mình sẽ bẻ luôn một quả tài nữa đi. Mà con cầu gọi là mình đi cực kỳ là kết nhá, đừng có trượt của mình. Cầu là 314 thì mình gọi là khá là chắc ăn rồi. Nên là bảo là chơi con này của mình là hơi dở đấy. Nên là tự tin thôi. Nốt tiếng cuối cùng nhá, tiếng gọi là con cầu quyết định đây. Xem có lên hay không, con này mà lên được luôn thì thôi. Chắc là mình cũng nghĩ luôn là khá là đẹp đấy đúng không. Nhưng mà để xem có lên hay không, sợ không lên thôi. Chứ con này mà lên thì thôi, nói làm cái gì nữa đúng không. Bàn tán cãi nhiều làm cái gì. Rồi, thì tập này mình sẽ xem thử xem con này xem có đúng là gì ạ. Có đúng là tài hay không, con này mà ra là tài thì thôi. Anh em đừng có lăng gì về cầu ngày hôm nay đấy ạ.
Rồi, con này một con gọi là cẩu, nói chung là đi cũng khá là đẹp. Đó các bạn, đấy thì tầm này mình sẽ gọi là nó vừa mất gọi là báo đầy dung lượng hay là hơi gãy, thì con này mình gọi là vào lại nhá để xem là như thế nào. Đó, con này mà ok mà ra là con tài thì quá là đẹp luôn anh ạ. Đó, 146 em nhé, cái hút chuẩn con tài luôn. Đấy, vừa gọi là việc vừa rồi thì nó đang gọi là việc bấm nhầm cái hút nút trực quay và nó cũng đầy dung lượng, thế là mình lại phải gọi là bị cắt một đoạn, nhưng mà nói chung thì con này thì gọi là khá là đẹp rồi. Đấy, thế thôi thì mình cứ làm thêm một con là điện 1m 2m4 nhá, 2m4 đi, 2 thôi nhỉ. Không, con này từ từ nhá, mình nghiên cứu lại. Không, con này phải đánh bằng tài, bạn đánh tiếp con tài nhá, 2m4 làm con tài thì mình sẽ nghỉ luôn đấy. Muốn cầu gọi là quyết định này, xem có lên được không. Lên là con này thì mình nghỉ luôn là vừa đẹp đấy bạn, nhưng để xem nó có chuẩn hay không nhá. Con này mà chuẩn chỉ luôn thì cũng khá là ngon, để xem nó là như thế nào. Nói chung thì cầu kèo này thì được cái là cực kỳ là ok, nên mình cứ xem nghiên cứu thử. Con này mà không ra được nữa thì gọi là nghe chừng là cũng có vẻ hơi bịp ấy, nên là mình cứ gọi điện mạnh dạn thôi. Đó, một con cầu gọi là cũng khá là kết em nhé. Đó, để xem là nó ra cái gì, được chưa? 2m4 một tiếng cầu gọi là mình đi thật sự luôn, là con này bảo trượt là hơi khó đấy nhá. Ui rồi vẫn trượt được, thế thôi thì mình làm nhẹ nhàng 51m em nhé, bye bye anh em. Đó, cũng đơn giản vậy thôi, lên tầm 51 là quá đẹp rồi, bye bye anh em nhé. Kết thúc video thì đấy, anh em cũng biết là anh em khi mà anh em xem clip của mình, anh em cũng biết là kênh của mình thì chuyên làm clip về con iWin, đúng không ạ? Chia sẻ những cái cách chơi, phương pháp chơi con iWin một cách cực kỳ chuẩn xác từ kinh nghiệm của bản thân mình, nên là anh em có thể tham khảo cho. Và chúc anh em mà chơi con iWin này là luôn luôn là thắng lớn anh em nhé. Và anh em nhớ like video cũng như là đăng ký kênh ủng hộ mình. Bye bye anh em.